Mần quá, ôi xưa, đau quá. Ôi hàm răng của tôi vẫn ổn chứ? Tình hình có vẻ không ổn đâu. Thế này còn đá bóng được nữa không? Đá bóng thì vẫn đá bóng được, nhưng cũng phải thay đổi nó nhỏ. Thay đổi gì thế hả? Thì chuyển từ ăn cơm sang uống sữa. Ôi chết. Nào, kiểm tra bài nào. Hả? No! Linh, tại sao em chưa làm bài tập về nhà? Em có làm mà, nhưng em làm chưa hết đi. Bài tập tôi giao không nhiều, thế mà không làm hết. Em biết em học hành như này là bố mẹ em rất là khổ không? Đâu, mẹ em bảo có mà thầy làm khổ mẹ em ấy. Mẹ em suốt ngày phải thức trắng đêm, chằn chọc, mất ngủ, suy tư vì thầy. Mẹ em nói thế thật à? Vâng, vì thầy giao bài tập nhiều quá nên là mẹ em thức trắng đêm, làm không xuể. Cái gì? Làm bài tập đi. Vâng. Vì sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đong đầy trong lòng. Alo, ai đây? Alo, ở nhà tao mà đứa nào nghe máy đây? Tôi là vệ sĩ ạ. Vệ sĩ nào? Nhà tao chả bao giờ thuê vệ sĩ cả. Dạ, à, bà chủ vừa thuê tôi sáng nay. Vừa thuê sáng nay? Vâng. À, thế bà chủ đâu rồi? Dạ, bà chủ đang ngủ ông chủ trên gác ạ. Tao là ông chủ đấy, ông chủ nào đó? Đâu, ba chủ à, cái ông ngủ cùng ba chủ, đấy mới là ông chủ ạ. Được rồi, thế bây giờ mày có muốn kiếm tiền không? Dạ, xin thưa là con đi làm vệ sĩ cũng để muốn kiếm tiền ấy. Thế mày muốn giàu không? Giàu nữa, hỏi ngu thế, ai muốn giàu? Bây giờ mày làm theo lời tao, mày có súng chưa? Dạ, bà chủ vừa cấp tôi sáng nay ạ. Được, bây giờ mày cầm súng, mày lên phòng ngủ, mày bắn chết hai đứa nó cho tao. Ôi ôi, bắn chết á? Tội vạ đâu tao chịu, mày lên làm đi. Bà chủ ngon đấy, bắn chết à? Nhanh. Làm luôn. Alo,
Ông chủ à? Thế nào, mày làm xong việc chưa? Chứ nó chết rồi. Bây giờ mày nghe lời tao. Dạ. Gói hết cái đống xác đấy ném xác hồ bên cạnh nhà ấy. Gói xác ném hồ ạ? À từ từ. Ông chủ ơi, tình hình là khu mình làm gì có cái hồ nào ạ? À? Mày bị ngáo à? Cạnh nhà có cái hồ to đùng còn gì nữa. Không có. Dạ không có, mày khẳng định chắc chắn à, không? Dám khẳng định với ông chủ là không có cái hồ nào. Thưa vô mẹ. Ôi chết. Mình gọi nhầm số nhá, chào nhá. Ôi trời. Kìa. Mày bắn bên phải đi kìa cái thằng này. Bắn bên phải. Mày ấy. Em đang có lo bên trái rồi. Mày. Quý giận này. Hai thằng này đúng là đồ vô tích sự. Lớn bằng tên này rồi mà không đảm bảo chịu lấy vợ. Không đứa có thể thống gì. Lớn bằng tên này rồi mà cả thằng kia đó. Hai thằng không kéo nổi được một con bồ về cái nhà này. Bồ về đây mà để bồ chén mất à? Bồ chén mất à? Đúng rồi. Tao thèm chén của chúng mày nhá. Đấy, chúng mày ấy quá kém. Kém hơn cả tao. Trời bố kém. Nó chế bây giờ nhá, bây giờ chỉ ba bố con mình ra ngoài kia tàn gái xem đứa nào tán được. Bố bốc quét. Bốc quét cho giỏi. Ra ngoài chơi tàn gái. Đi luôn. Tao mặc này, đi luôn. Để tao. Cái này phải để con. Cái này để anh. Chào em. Anh có một điều muốn nói với em. Đấy là anh yêu em. Yêu thằng cha mày, thằng điên. Cha có nghĩa là bố. Bố có nghĩa là tao. Rồi. Em nghĩ là anh nói thế hơi thô, anh phải văn vẻ hơn. Nó phải nhẹ nhàng, nó phải mềm mại. Nó phải nhẹ nhàng. Mày thử đi. Anh nhìn em. Hôm nay anh thấy trời cao trong xanh, sương sớm long lanh, mặt nước trong xanh mà cành lá rung rinh. Lòng anh bồi hồi xao xuyến quá, anh muốn nói với em rằng anh thích em. Thích thích cái thằng bố mày. Rõ là ba mặt một lời nhá. Con này nó chẳng thể thẹn một tí nào cả. Nó nói luôn là nó yêu bố. Ăn may thôi. Này. Khốn nạn này. Mày, tại sao mày móc túi tao? Hả? Không biết ạ. Mày nhìn xem cái nhà này có ngóc ngách nào mà tao không lắp camera tao soi không? Hả? Mày, tao cho mày tiền ăn học, tiền vui chơi đủ đợt rồi, mày vẫn còn móc túi tao. Mày nói xem ai dạy mày cái trò đấy hả? Là anh ạ. Anh, một người đàng hoàng đứng đắn như tao mà dạy mày cái trò đấy à? Hả? Mày nói lại một câu tử tế, ai dạy mày? Là anh ạ. Tao dạy mày lúc nào? Thì hôm trước em thấy anh nói với chị nhà là thời buổi móc túi bây giờ, thằng nào không móc túi là thằng đấy ngu ạ. Thế cái tiền móc túi đâu rồi? Thì em nghĩ cái tiền móc túi đấy nó là đạo cụ học, thế nên là em dạy thằng hàng xóm móc túi nhỉ. Cái tiền đấy là tiền của tao đấy á. Mày mãi mãi vẫn là cái thằng ngu thôi em ạ. Đâu em học anh em được khôn mà. Ôi, chồng mới đi làm về ạ? Vừa đi
học về đấy. Bọn tôi cho tôi chén nước đi. Tình hình năm nay công ty như thế nào? Năm nay ấy, tôi quán triệt anh em rồi, không có biếu xén quả Tết quả tiếc cái gì. Ông bị điên à? Thế không quả cát thì nhà mình dùng bằng cái gì? Quả Tết làm gì? Phức tạp. Khổ anh em ra. Tôi nói với anh em ấy, năm nay là tôi không nhận quả Tết đâu. Tuổi cao rồi, những cái thứ ấy có ăn được đâu, bổ béo gì. Tôi bảo anh em là quy hết ra tiền. Chứ quả cát điếu xén nó phức tạp. Tết nhất đồ nó có thật chất đâu. Mà bà xem mấy cái kho nhà mình đấy, chặt hết thì còn đâu nó mà nhận quà mới nữa. Bà tính xem nhà mình có mấy cái kho đấy, quả Tết chặt hết rồi, lấy quà làm gì, cứ ra giấy mà rồi mà tiêu tiêu đấy. Mình làm quy hết ra tiền. Mà thôi, bà vào dọn cơm đi, tôi đói bụng lắm rồi đấy. Chồng chờ em nhé. Ui, mày làm gì mà chạy hết gốc cây nọ đến gốc cây kia đấy? Sang à? Ừ. Mày ơi, không hiểu hôm nay là cái ngày gì mà sao tao đen kinh khủng luôn mày ạ. Có chuyện gì? Sáng ra nhá. Ừ. Mở mắt ra mở cửa nào bố cả cửa. Mà đang đi làm trên đường ấy, bóp phanh phát nữa, gãy cả tay phanh. Để quá. Mà cứ động vào cái gì thì dụng cái đấy, tên là mày nhục chứ. Sao hôm nay mày đen đấy? Ờ, như lạ. Mà mày làm gì mà cứ ôm gốc cây khúng nào khúng núm thế? Chả thế này, tao đang buồn tẻ quá. Buồn tẻ thì đi tẻ chứ làm sao, sao phải nhịn? Mày hâm à? Sao hâm? Mày không thấy từ sáng giờ tao đụng vào cái gì để dụng cái đấy à? Tao đang phân vân là không biết là có nên rút ra để tẻ không. Nhỡ mà rút ra phát nó dụng bà của tao đi thì chết. Tưởng chuyện gì, buồn tẻ thì phải đi tẻ chứ làm sao? Đúng là thằng hâm, nếu mà nói như mày có mà ăn đái luôn ra quần cho xong. Sao đây? Làm sao đây? Sao khoái quá, xong rồi. Xong gì? Oh no. Ui, mày đái ra quần thật đấy à? Ôi, đúng là thằng bệnh hoạn. Không dụng chim được. Hả? Mình yêu nhau, em tính đến nay là đã được 3-4 ngày rồi đấy. Nhưng mà em vẫn chưa biết được ưu điểm nhược điểm của anh. Anh có thể nói cho em biết được không? À, ưu điểm với nhược điểm của anh thì thật ra trước hết ấy, anh là một con người nó rất là khiêm tốn em ạ. Bên cạnh đấy thì anh không hút thuốc này, anh không uống rượu này, anh không cờ bạc này, anh không gái gú lăng nhăng. Mà cái món ma túy ấy, là cái món anh cực kỳ ghét luôn đấy. Nhưng mà lẫn vào trong đấy một tí xíu ấy là anh có một cái nhược điểm nó hơi bé mà. Anh có muốn nghe không? Không sao đâu, anh cứ nói đi. Anh nhiều ưu điểm như thế, một nhược điểm thì đã là gì? Em sẽ tha thứ hết cho anh mà. Thì nhược điểm của anh đấy là anh hay nói dối mà. Nhưng mà anh nhiều ưu điểm thế chỉ mỗi nói dối thì không sai nha. Hiểu hóa ra cả những lời anh nói chỉ là nói dối à? Ôi thật không, anh chỉ là bố đang tính lô à? Thằng này. Nô nê gì? Bố đang chuẩn bị cuộc họp ngày mai. Cuộc họp ngày mai sao toàn họp gì toàn xấu ấy.
À mà bố ơi, con hỏi này. Ở lớp ấy, cô bảo gia đình là một xã hội thu nhỏ. Thế là như nào bố? À, bố sẽ giải thích cho con trai hiểu. Trong một xã hội thu nhỏ ấy, bố là người đứng đầu, bố là tổng thống. Còn mẹ là chính quyền. Còn các con là nhân dân. Thế con bà? Bà? Bà là cơ quan tình báo. Là cơ quan tình báo, cơ quan tình báo. Alo ạ. Chào con trai. Tình hình ở nhà thế nào? Mọi việc tốt không? Thưa tổng thống, hiện tại thì cơ quan tình báo vẫn đang ngủ và nhân dân thì đang rất lo lắng ạ. Sao? Nhân dân lo lắng được gì? Là tại vì chính quyền đã có tổng thống mới rồi ạ. Chính quyền đang có tổng thống mới à? Alo. Tổng thống gì căng thẳng?